Amber Heard đệ đơn kháng cáo 43 trang, đòi đổi bồi thẩm đoàn và xét xử lại vụ kiện với Johnny Depp. Các luật sư của Heard, người bị kết tội về 3 cáo buộc phỉ báng do Depp đệ trình, đã tuyên bố trong một kiến nghị dài 43 trang được đệ trình vào tuần trước rằng phán quyết không được chứng minh bởi bằng chứng trong phiên tòa xét xử bom tấn của cặp vợ chồng cũ. Cụ thể, theo Daily Mail, Amber Heard cùng đội ngũ pháp lý của cô đã đệ đơn kháng cáo sau 30 ngày kể từ khi vụ kiện phỉ báng với chồng cũ khép lại. Hồ sơ kháng cáo của nữ diễn viên gồm 43 trang, tập trung vào nội dung. Phán quyết của bồi thẩm đoàn tuyên Johnny Depp thắng cuộc không dựa vào bằng chứng. Ngoài ra, phía Heard cho rằng một bồi thẩm viên trong danh sách 7 người không được kiểm tra đúng cách trước khi được chọn. Luật sư của minh tinh Hollywood đặt câu hỏi về sự công minh trong quá trình lựa chọn thành viên cho đội ngũ bồi thẩm đoàn. Cụ thể, đội ngũ pháp lý của Heard chỉ ra một bồi thẩm viên được khai trong hồ sơ của tòa là sinh năm 1945. Tuy nhiên, trên thực tế, người này sinh năm 1970. Sự khác biệt này khiến chúng tôi nghi ngờ rằng bồi thẩm viên này có thực sự nhận được lệnh triệu tập cho vai trò của mình. Tòa án có kiểm tra kỹ lưỡng về danh tính của bồi thẩm viên. Có vẻ như danh tính của người này không được xác minh cẩn thận, theo đơn kháng cáo. Heard đồng thời cho rằng số tiền bồi thường mà cô phải trao trả cho chồng cũ là không hợp lý. Trước đó, trong phiên điều trần ngắn ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, thẩm phán Penny Ascaret đưa ra phán quyết dài 2 trang tuyên bố rằng hai bản án của Amber Heard đều phải chịu lãi suất mỗi năm. Nếu Heard muốn kháng cáo, cô phải có khoản tiền thế chân cho toàn bộ bản án trị giá 10,35 triệu đô, cộng với lãi suất 6% một năm, nguồn tin của Fox News cho biết. Broderick Dunn, luật sư dân sự của Virginia, nói rằng tuyên bố của tòa không có gì bất thường. Ông cho rằng, theo luật, bên không thắng kiện phải cam kết khoản tiền ràng buộc đối với số tiền phải nộp phạt cho toàn bộ bản án nếu muốn kháng cáo. Heard không phải trả toàn bộ tiền, cô chỉ chi trả tiền phần trăm trong bản án như một sự thế chân, khái niệm tương tự tiền bảo lãnh tại tòa án hình sự. Trong phán quyết vào tháng trước, bồi thẩm đoàn đã quyết định Johnny Depp được nhận 10 triệu đô tiền bồi thường và 5 triệu đô tiền bồi thường thiệt hại, mặc dù luật Virginia hạn chế tổng số tiền là 10,3 triệu đô. Trong khi đó, Amber Heard đã được bồi thường 2 triệu đô cho một trong những yêu cầu của cô. Nhưng Chiu và nhóm pháp lý của nữ diễn viên Aquaman đã tranh luận trong đơn đệ trình lên tòa án mới rằng Depp đã không chứng minh được rằng sự nghiệp và danh tiếng của nam diễn viên bị ảnh hưởng bởi bài báo của Heard. Ông Depp không đưa ra bằng chứng về bất kỳ thiệt hại tiền tệ nào phải chịu trong khoảng thời gian giới hạn từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến ngày 2 tháng 11 năm 2020 do kết quả của bài viết. Không có bằng chứng về bất kỳ dự án nào hoặc mất cơ hội thương mại vì bài viết ấy. Ở một diễn biến khác, ngoài việc thua kiện Johnny Depp, Amber Heard có khả năng bị phạt khi giới chức Australia quyết định khởi động lại vụ điều tra cáo buộc khai man của nữ diễn viên vào năm 2015. Theo ET Online, phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia, Dawi cho biết, chúng tôi đang điều tra cáo buộc khai man của Amber Heard trong vụ nhập cảnh thú cưng hồi năm 2015. Người này xác nhận, giới chức Australia quyết định sẽ theo đuổi sự thật đến cùng. Cơ quan chức năng đã khởi động lại vụ điều tra từ tháng 10 năm 2021. Dawi bắt đầu thu thập dữ liệu, thông tin và lời khai từ các nhân chứng ở hải quan. The Fox News cho biết, năm 2015, Amber Heard đã mang hai thú cưng Boo và Fiston thuộc giống chó Yorkshire đến Australia thăm Johnny Depp. Heard nói Kevin Murphy, cựu quản lý bất động sản của Depp, chịu trách nhiệm giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cho vật nuôi. Tuy nhiên, khi bị giới chức Australia điều tra, Heard lại khai rằng vì di chuyển bằng chuyên cơ riêng, cô đã không khai báo với hải quan. Về phía Murphy, người này thừa nhận chính ngôi sao Aquaman đã gây áp lực, bắt anh phải nói dối vấn đề thủ tục, nếu không sẽ bị cho thôi việc. Ngôi sao 36 tuổi còn bị tố khai báo sai trên thẻ thường trú nhập cư vào Australia. Trước sự chỉ trích của dư luận, cặp sao Hollywood đã lên tiếng xin lỗi và nhanh chóng thuê máy bay tư nhân đưa hai thú cưng về Mỹ. Nếu Amber Heard bị buộc tội hình sự vì nhập cảnh trái phép động vật và cố ý cung cấp tài liệu giả hoặc gây hiểu nhầm, cô có khả năng đối diện mức án 10 năm tù.